Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ những cái cập nhật mới từ EDD, Sở Thất nghiệp của Tiểu bang California. Họ có một số cái updates về tiền trợ cấp thất nghiệp nè, về overpayment nè, về những cái interviews mà họ có thể gọi quý vị hỏi một số các câu hỏi để xem thử hồ sơ của mình có khớp hay không, và hồ sơ của mình có đủ điều kiện cho những cái tuần mà quý vị đã lãnh hay không. Thì trong cái thông báo này á, bên EDD họ tải lên trên trang của EDD vào ngày 3 tháng 3. Nó bao gồm những cái nội dung liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp và tiền Disability Insurance. Nhưng mà Ngọc chỉ chia sẻ về cái tiền trợ cấp thất nghiệp thôi. Thì về cái tiền trợ cấp thất nghiệp thì quý vị lưu ý, để ý cho Ngọc một số điều nè. Ngọc sẽ tóm tắt lại những cái nội dung mà Ngọc hay chia sẻ và Ngọc cập nhật mới dựa theo cái thông báo này. Còn những cái nội dung nào Ngọc không chia sẻ, ví dụ như Disability Insurance thì Ngọc không chia sẻ, cho nên là Ngọc cũng không có cập nhật. Ở đây cái điều đầu tiên mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị là cái thông báo của EDD về cái số thư mà người ta đã gửi ra dành cho những ai đã lãnh cái chương trình PUA tại tiểu bang California để nhắc nhở về cái yêu cầu của liên bang, và người ta phải làm theo cái yêu cầu này, và yêu cầu chúng ta, những ai lãnh PUA, phải chứng minh cái work history là mình có làm cái công việc đó, hoặc là mình có chuẩn bị làm cái công việc đó, hoặc là chứng minh làm sao mà mình là một người làm tự do, hoặc là có bị ảnh hưởng do cái mùa dịch này cho nên là mình mới đi xin tiền trợ cấp thất nghiệp, vân vân. Thì những cái trường hợp này á, là người ta đã gửi ra khoảng 1.4 triệu lá thư, và trong 1.4 triệu lá thư thì có khoảng 36% là đã phản hồi những cái yêu cầu đó, còn phần lại là cũng khá là nhiều người ta không có phản hồi. Thì nếu như mà cô chú anh chị đã lãnh chương trình PUA ở California thì Ngọc nghĩ rằng quý vị nên kiểm tra cái địa chỉ mail của mình xem thử có thư về hay không, hoặc là vào cái UI online của mình xem thử người ta có gửi yêu cầu gì cho mình hay không. Không phải tất cả những ai lãnh PUA đều phải làm cái điều này, chỉ khi nào người ta yêu cầu mình mới làm quý vị nha. Cho nên là thường xuyên vào cái UI online của mình để kiểm tra cập nhật xem thử người ta có yêu cầu gì không. Mặc dù là bây giờ cái tiền trợ cấp thất nghiệp PUA là nó hết lâu, hết từ tháng 9 rồi, nhưng mà tới bây giờ người ta vẫn gửi thư cho mình liên quan đến những cái tiền trợ cấp thất nghiệp như vậy nữa. Nhiều khi người ta đòi lại tiền nữa quý vị. Nhưng mà những cái lá thư mà quý vị để ý giúp Ngọc là những cái lá thư ví dụ như là DE-238. Thì cái lá thư này theo như Ngọc hiểu á, là cái lá thư người ta thông báo mình là đủ điều kiện và không cần phải làm gì cả. Còn cái lá thư DE-1080Z thì người ta nói rằng là cái lá thư này là thông báo về cái Notice of Determination, mình không có đủ điều kiện. Và nếu như mà mình đồng ý thì ok, mình không cần làm gì hết. Nếu như mình không có đồng ý với cái quyết định của họ là cho rằng mình không có đủ điều kiện á, thì mình cần phải làm appeal trước cái hạn deadline mà nó ghi trong cái lá thư này nếu như mình muốn quý vị nha. Nếu mình muốn làm appeal thì mình làm để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Cái appeal form là cái DA-1000M, xin lỗi, chữ D, D, chữ chữ D, chữ E, chữ số 1000 rồi chữ M nữa quý vị nha. Appeal form. Rồi cái nữa là cái overpayment notice, đó là DA-1447 hoặc DE-1447 hoặc là DE-1444 hoặc là cả hai để đòi lại tiền trợ cấp thất nghiệp. Như vậy nếu như mà quý vị nhận cái lá thư nói rằng không đủ điều kiện á, thì quý vị coi giúp Ngọc cái hạn chót để mà làm appeal là như thế nào, để quý vị làm trước cái hạn đó và người ta có nhắc nhở cho mình là mình nên làm appeal và đừng có chờ đến khi nào mà người ta gửi cái lá thư đòi tiền thì lúc đó mình mới làm appeal. Khi mà người ta đã gửi cái lá thư nói rằng mình không đủ điều kiện nhưng mà mình không có đồng ý với quyết định đó của họ, thì mình nên làm, quý vị nha, ở đây người ta dùng cái từ là nên làm ngay lập tức, nên làm appeal ngay lập tức và đừng có đợi đến khi mà người ta gửi cái lá thư overpayment ra. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, là Cali hiện giờ người ta nói rằng là người ta không có thu tiền overpayment
cái tiền mà liên bang họ hỗ trợ trong cái mùa dịch này, họ không có thu cái tiền overpayment từ cái tiền trợ cấp thất nghiệp, ví dụ như là quý vị lãnh thêm 300 này kia khác nọ từ liên bang đó quý vị. Trong cái mùa dịch này nói chung á là PUA là của liên bang hết. Cho nên á là hiện giờ Cali á họ không có thu tiền overpayment, nhưng mà quý vị đừng có chủ quan, đừng có đợi overpayment notice rồi lúc đó mình mới bắt đầu mình làm appeal, mà hãy làm appeal trước cái hạn mà người ta ghi trên cái form mà người ta nói mình không đủ điều kiện quý vị nha. Tại vì trong cái thời gian này họ không có thu tiền overpayment, cho nên mình có thể chờ xem thử, nhưng mà chờ chờ chứ mà đừng có để cái hạn appeal nó quá hạn deadline trong cái lá thư người ta đưa nha quý vị nha. Hôm bữa trước thì Ngọc cũng có chia sẻ rồi. Thì ở đây á EDD họ nói á, hôm bữa trước á là bên DOL Bộ Lao động Hoa Kỳ người ta cũng có ra một cái hướng dẫn về cái blanket overpayments, thì Ngọc cũng có chia sẻ một video về cái blanket overpayments rồi. Nhưng mà hiện giờ bên EDD và những cái tiểu bang khác thì họ đang đợi bên Bộ Lao động gửi về một cái hướng dẫn tốt hơn, chi tiết hơn hay là như thế nào rõ ràng hơn đó. Nói chung là better guidance để mà bên tiểu bang họ ta người ta có thể là thực hiện tốt hơn về cái việc là làm sao để mà không có thu tiền overpayment từ phía người dân. Cho nên là hiện giờ bên EDD vẫn đang không có thu tiền overpayment của quý vị nha. Nhưng mà trong cái lá thư người ta nói cái gì? Nếu như người ta cho một cái hạn deadline để mình làm appeal để bảo vệ cái quyền lợi của mình, hồ sơ của mình rõ ràng, mà tự nhiên nói mình không có đủ điều kiện thì bây giờ mình phải fight, thưa quý vị ha. Mình phải đấu tranh để mà mình bảo vệ cái quyền lợi của mình bằng cách là làm cái appeal. Cái appeal form là lúc nãy Ngọc có chia sẻ là GE1000M á. Rồi, bây giờ một cái điều nữa là quý vị để ý giúp Ngọc. Nếu như mà bên EDD người ta có gọi cho mình để mà interview thì quý vị nhớ rằng là quý vị phải làm những cái interview này, trả lời câu hỏi của người ta, nói chung á là trả lời lịch sự ngắn gọn, súc tích thôi, đừng có trả lời dài dòng và đi thẳng vào vấn đề và mình hồ sơ của mình như thế nào thì mình trả lời như vậy. Ở đây người ta muốn biết lý do tại sao mà quý vị nghỉ cái công việc đó để xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Và người ta muốn kiểm tra cái thông tin xem thử những cái gì mà quý vị khai trong hồ sơ nó có khớp với lại những cái gì mà bên người chủ, bên gọi là những cái thông tin mà họ có được từ employer, cái người chủ của mình, với những cái thông tin mà mình khai á. Nếu như thực sự nó không có khớp á thì người ta sẽ đánh dấu hỏi và có thể là người ta nói rằng mình không có đủ điều kiện, hoặc là những cái lý do mà mình nghỉ làm nó có liên quan gì đến Covid hay không, hay là mình tự ý mình nghỉ vân vân. Thì những cái điều này họ có quyền họ gọi quý vị để mà hỏi thêm một số cái câu hỏi. Thì khi mà người ta gọi á là cái caller ID nó sẽ hiện ra là ST of CAEDD. Nếu như quý vị thấy cái caller ID, ví dụ thường thường caller ID là ok, chồng gọi cho vợ thì nó hiện tên chồng chẳng hạn, thì bây giờ EDD gọi cho mình thì nó sẽ hiện lên một cái tên dài dài nè, ST of CAEDD, hoặc là cái số là 800-300-5616, 800-300-5616 là cái số của EDD quý vị nha. Cho nên là nếu như mà mình rơi vào những cái trường hợp là hồ sơ mình vậy mà sao ED người ta cũng không có chịu nữa, thì mình có thể gọi lên cho EDD để xem thử người ta có giúp mình được, người ta có đưa ra một số hướng dẫn hay là người ta làm như thế nào đó để có thể là mình cung cấp thêm hồ sơ cho người ta chẳng hạn. Thì cái số tiếng Anh á là 1-800-300-5616, còn số tiếng Việt á là 1-800-547-2058. Và cái giờ mà quý vị gọi á là bây giờ người ta chỉ nhận cái cuộc gọi là trong những cái ngày làm việc thôi, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối quý vị nha. Đó, cho nên là quý vị để ý những cái thay đổi mới này và những cái cập nhật của EDD. Thì Ngọc xin phép dừng lại cái video này ở đây và hy vọng là giúp được ai đó trong những cái trường hợp là quý vị nhận những cái lá thư từ EDD. Và quý vị ơi, nếu như mà quý vị khai thuế tiền trợ cấp thất nghiệp thì quý vị nhớ rằng là quý vị phải khai thuế trong cái năm này nè. Nếu như quý vị có tiền trợ cấp thất nghiệp, có lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp thì quý vị phải có cái giấy thuế 1099G khi mà chúng ta khai thuế quý vị nha. Nếu như mà quý vị chưa nhận được 1099G á thì quý vị có thể vào cái UI online của EDD
để mà request một cái form 1099G. Quý vị vào đó, quý vị bấm vào cái chỗ payment, sau đó quý vị bấm vào cái 1099. Bữa trước là Ngọc cũng có cho chị xe rồi, thì hy vọng là Ngọc giúp được ai đó ha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Quý vị ơi, cho Ngọc xin cái like, share và đừng quên đăng ký kênh quý vị ha. Bye bye now.